Hello anh em, thì hôm nay thì ngày 30 tháng 12 năm 2022, thì chuẩn bị thì 1-2 ngày nữa là sẽ bước qua năm mới anh em đó. Thì hôm nay thì em về được một lô than với một lô lửa anh em. Nói chung thì than hôm nay thì em về thì hàng rất là đẹp anh em đó, hàng đẹp nha. Than về em này là em về hàng đẹp mẫu hót thôi nha anh em. Thì mẫu hót thì thường nó sẽ rơi vào là cao cầu dài đòn đó, cao cầu dài đòn ôm long đó, chứ còn mà mẫu to mẫu đá đâu thì em chưa có nha anh em đó. Thì đây nói chung rất là đẹp anh em. Thì ở đây thì em về được tầm khoảng 30 con anh em, 30 con. Thì bây giờ em sẽ quay mấy con mà đẹp 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 đẹp, em quay sơ mấy con đẹp 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 đẹp. Tầm nói chung thì than hôm nay đợt này em về thì rất là đẹp anh em. Nói chung thì anh em về anh em chơi hót là ok đó. Thì em sẽ quay đi từng con để cho anh em dễ lựa nha. Rồi em lên con đầu tiên cho anh em nha, lồng 677 đây anh em nghe nè, ít chè nè anh em. Đây thì con này thì cao cầu dài đòn, đuôi rất là xuyên đánh nha anh em. À, anh em nhìn nè, suốt nè, con này thì về rất là nhanh hót nha anh em đó. Thì con này em bán cho anh em là 2 triệu, vẫn là 250 nha anh em. Đó, nguyên đám mà chỉ có mình nó đứng ở đít thè thôi bên đây chứ. Đó rồi giá là 250 nha anh em. Thì 250 thì em sẽ bao tặc lõi móng bộ rồi hết cho anh em nha. Đó thì chim này em mới về ngày hôm qua thì về anh em cho ăn sâu rồi thôi nha anh em, chứ con này về anh em thì cho ăn sâu mấy ngày cho nó khỏe khỏe lại rồi anh em phải tập cám nha, chứ về anh em đè ra anh em tập cám liền là chết đó. Đó thì trong quá trình mà anh em nuôi mà có 1-2 ngày á mà nó có chết á thì cứ báo em, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em con sau đó. Rồi ok, thì than bỏ em bán đồng giá là 250 nha anh em. À, có một con nó xè đây nè, để em canh em quay cho anh em nha. Thôi nó kêu ghê thiệt anh em ơi. Rồi em qua tiếp con lồng số 73 đi anh em. Đây con này thì mẫu hót cao cầu dài đòn mỏng ôm lông nha anh em. Rồi thôi thì mấy cái mẫu mà ôm lông thì nó rất là nhanh chơi. Đây con lồng số 73 nha anh em. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 69. Con này thì mẫu hót xè nha anh em, bản đuôi thì nói chung rất là to. Rồi. Bản đuôi thì rất là to nha anh em, thì em vẫn bán đồng giá 250 luôn nha. Đó, rồi để em kiếm mấy con đây, con lồng 65 cũng đẹp nha anh em, rất là đẹp. Đó lồng 65 nha. Rồi em tiếp cho anh em lồng số 80. Đây 80 nha anh em. Con này anh em lấy về anh em chơi nghe hót là đúng bài luôn, đầu xà nè, cao cầu dài đầu đó, lồng số 80 nha anh em. Còn đây là lồng 84. Rồi lồng 84 rồi, đây là lồng số 71 nha anh em. 71 tướng đá nó cũng rất là đẹp anh em. Rồi đó, rồi đây là lồng 75 nha anh em. Đó thì than bổi thì em bán nè. À, cái con 59 bên này cũng rất đẹp nè. Đó thì than bổi thì em bán đồng giá cho anh em nha, đồng giá cho anh em hết luôn là 250 một con. Còn nếu mà anh em nào mà ở xa, anh em ở tỉnh á, mà có không có lựa được á, thì anh em cứ báo qua cho anh em. Em sẽ thêm bạn Zalo thì em sẽ lựa, em sẽ quay em gửi Zalo cho anh em xem nha. Đó thì em sẽ lựa từng con nói chung thì cái đó thì em hỗ trợ cho anh em ở xa đó, cho anh em tới không tới tiệm lựa được á thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái phần đó. Nói chung thì anh em mua hàng bên em thì anh em yên tâm về cái chất lượng như cái uy tín đó. Còn có nhiều anh em vô bình luận phản bác rồi nói lừa đảo thì thường thường cái đó là mua bán mà anh em, thì chắc chắn là phải có đối thủ cạnh tranh rồi đó. Nên thôi nếu mà anh em nào mà mua chim bên em thì anh em cũng biết rồi nha. Đó thì à quên nữa, qua em về thì có một con bông đây, hình như con này để em bắt ra cho anh em xem, nó có một cái bông nha anh em.
Đây đây. Đó, nó có một cái bông chấm bông đây nè. Đó. À. Chấm bông cũng to lắm nha anh em, tại vì em cầm một tay ấy, nên nó hơi khó quay xíu. À, ở đây thấy không? Đó. Đó. Rồi, ok thì sang bông thì em vẫn bán giá bình thường nha anh em, giống như chim bổi luôn. Đó là 250 một con nha anh em. Thì đợt này em vừa thì có một con bông rồi anh em. Đó, thì sang bông thì là 250 nha. Còn chỉ có một con thôi nha anh em, một con duy nhất thôi. Đó thì ok, thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em gọi cho em nha. Thì bây giờ em tiếp tục thì em sẽ qua lửa đi anh em. Đây, lửa. Lửa bỏ nha. Đó. Thì lửa bỏ thì em về được 10 con anh em. Đó. Lửa bỏ thì em về được 10 con, thì đuôi nó dao động tầm 15 tới 17 thôi anh em. Đó. Sướng cá rất là đẹp anh em. Nói chung thì còn trong đây có rất là nhiều con xiên tạch anh em. Đây cái con nè, con lộc số 12 mà nó đứng trên kèo này anh em, con này rất là xiên tạch. Anh em thấy không, tạch mà đánh đuôi nữa anh em. Đó thì lửa bỏ em bán đồng giá cho anh em nha, 200 ngàn một con, 200 ngàn một con. Thì ở đây em còn, em đây em có 10 con rồi nè anh em. Đó. Rồi, đây là anh em. Đó, lồng số 12 nha, lồng số 12. Có con xuyên tạch rất là nhiều, và cái con đứng trên kèo anh em, tướng rất là đẹp. À, rất là xuyên tạch luôn nha. Đó. Đây. Rồi. Con lồng số 17 anh em, cái con là cái con đứng kèo dưới, cái bảng đuôi nó rất là to anh em. Đó. Rồi, bên này. Bên đây thì có một con do quá trình vận chuyển anh em, đó nó bị rớt lao. Đó. Nên em tính là chim hơn, thì con này em bán cho anh em là 150 nha anh em thích chim này thì bắt 150 nha. Anh em thích, anh em bắt về xã Vi anh em, nó rất là nhanh ra nha anh em. Đó thì con bị gãy lao là 150, còn tất cả còn lại thì em bán đồng giá là 200 ngàn. Chim chưa qua cám nha anh em, chim bổi nha anh em, về anh em nhớ tập cám nha anh em. Rồi ok, thì tiếp tục thì em lên cho anh em Tiểu My đây. Đây Tiểu My. Đây anh em, đây là Tiểu My nha. Đó, Tiểu My bổi. Con này nó hót là anh em. Con này hót rất là nhiều. Bổi chưa ăn cám nha anh em. Và anh em thấy nó hót à. Đó. Rồi, thì Tiểu My bổi thì em bán đồng giá cho anh em nha. 350 một con. 350 một con nha anh em. Thì Tiểu My thì em là bao trống cho anh em, bao chuẩn Đà Lạt cho anh em nha, bao trống, bao chuẩn vùng Đà Lạt cho anh em. Thì đây, con này rất là xuyên hót anh em, hót 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 hoài luôn à. Đó. Rồi ok, thì Tiểu My thì em bán 350 nha. Thì lồng này lồng số 16 nha anh em. Đó. Lồng số 16 nha, 350. Rồi thì ở đây em mấy con này thì em ra lồng riêng hết rồi anh em, nhưng mà ra lồng riêng thì em quay để quay dễ cho anh em xem thôi nha. Đó thì Tiểu My thì đây em bán là cũng 350 luôn nha anh em, ra lồng riêng 350 luôn. Thì xòe rất là đẹp anh em. Đây. Đó. Thì em về được 8 con anh em. Nói chung thì mấy con này thì chim bổi hàng rất là đẹp nha anh em. Anh em về anh em tập cám. Chim bổi thì chưa qua cám nha. Anh em về anh em nhớ tập cám nha anh em. Nhưng mà em này thì hàng bao trống. Đó, bao trống cho anh em, bao trống trọn đời cho anh em luôn. Nếu mà anh em mà ra máy thì anh em cứ gửi lại cho em sẽ hoàn đủ tiền, kể cả tiền cám và tiền xe cho anh em luôn nha anh em. Đó. Đây. Rồi, ok, thì ở đây thì em có 6 con với 2 con lồng bên đó.
đó, hai con lồng bên đó là 8 con nha anh em. Đó thì Tiểu My là đồng giá nha, 350 một con nha anh em. Rồi ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Còn đây thì khuyên bao trống, khuyên bao trống thì em vẫn còn nha anh em. Khuyên bao trống thì em bán là 100.000 một con nha anh em. Đây rồi ok, thì đây khuyên bao trống thì em vẫn còn rồi đó, thì khuyên bao trống là em bán đồng giá cho anh em nha, là 100.000 một con. Khuyên thì ăn cám hết rồi nha anh em. Rồi tướng tới rất là đẹp luôn đó, bao trống nha anh em, 100. Rồi còn nếu mà anh em mà thích cảm giác mà thọc thì ở đây đó, thì em vẫn còn thọc thì là 40.000 cho anh em test thoải mái đó. Nếu mà anh em test ra trống thì anh em lấy, còn máy thì cứ gửi lại cho em nha, cho anh em mượn lòng luôn. Còn bên đây thì em đang gấp rút em chuẩn bị em lên chim thuộc cho anh em, khuyên thuộc nha, khuyên một hai mùa liếu chè rồi liếu vàng rồi có đầy đủ hết cho anh em luôn nha. Đó thì em đang gấp rút để kịp cho anh em chuẩn bị cho anh em chơi Tết. Rồi ok, thì em cũng còn chà mào chà mi, chà mào chà mi thì em vẫn còn, chà mào chà mi thì em vẫn còn nha anh em, vẫn còn ở ngoài đây nè. Đó thì anh em nào mà thích chà mào chà mi á thì anh em cứ gọi em, thì hoặc là nhắn tin Zalo cho em á, thì em sẽ quay em test riêng em gửi cho anh em, chứ hôm nay thì em không lên chà mào chà mi nha anh em. Hôm nay thì em lên than với lửa thôi đó, anh em nào thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi ok, thì cũng cảm ơn em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn em và xin chào anh em.